Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi lần Niềm giao một cái chiếc xe là mỗi cảm xúc nó khác nhau. Và hôm nay thì Niềm lại tiếp tục bàn giao chiếc xe Ford 5 chỗ Tori 2023. Đó, xe là phiên bản là Titanium X. Titanium còn có Titanium X nữa. Màu đen, quá là hầm hố luôn. Và trên tay của Niềm là con gấu bông. Một món quà tuy rằng là hơi đơn giản ha, hơi nhỏ bé nhưng mà hết sức là ý nghĩa, và cũng như là cái tấm lòng chân thành của Niềm để dành cho vị khách hàng đặc biệt của mình. Đó, vị khách hàng hôm nay sẽ lái cái xe Tori. Và đây là một món quà, quà hướng dương. Quà hướng dương ha, rực rỡ luôn, đang khoe sắc. Đó. Mời quý anh chị em chúng ta cùng đi một vòng, chúng ta ngắm thử cái xe. Phiên bản Titanium X quá đẹp luôn ha, quá đẹp. Màu đen. Và hôm nay thì mình sẽ bàn giao cái xe cho chị Yến ở tại quận 5 ha, quận 5. Đó. Sẽ sở hữu cái xe này. Phiên bản Titanium X thì được trang bị rất là nhiều những cái tính năng ha, an toàn hỗ trợ người lái nè, và nhiều cái công nghệ thông minh đó, quá đẹp luôn. Thật lòng mà nói thì mỗi lần giao xe là mỗi cảm xúc khác nhau, và Niềm rất là trân trọng và biết ơn những khách hàng đã tin tưởng cũng như là ủng hộ sản phẩm của mình. À, và hôm nay thì sau bao ngày tháng chờ đợi thì khách hàng sẽ chính thức được nhận cái xe Ford Tori X này. Và một lát nữa thôi thì Niềm sẽ mời khách hàng sẽ cùng giao lưu trò chuyện. Quý vị và các bạn nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh của Niềm. Sẽ được gặp lại quý vị trong giây lát nữa. Để dưới luôn anh em. Thì Niềm có xin phép chị Yến để mời chị Yến cùng có một cái một vài câu hỏi cho chị với chị. Dạ em mời chị ạ. Trước tiên thì em xin được thay mặt cho tất cả các anh em trong công ty
và những người thực hiện chương trình, ekip cameraman. Dạ, em xin được cảm ơn chị đã tranh thủ thời gian để đến dự buổi bàn giao xe mini ngày hôm nay. Dạ, và hiện tại thì trên tay của em là một cái bó hoa tươi thắm, em xin được trao cho chị. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, dạ sẵn đây thì chị có thể cho em trò chuyện với chị và cũng như là quý khách hàng xa gần được biết thêm không chị? Cho em hỏi là tại sao khi mà quyết định chọn mua xe chị lại chọn màu đen? Có phải là chị thích màu đen vì màu đen là nó mang lại cái sự mạnh mẽ nè, cá tính nè, và màu đen thì tỏ ra cái vẻ là nó hơi sang trọng nè, có phải như vậy không chị? Và cái lý do tại sao mình chọn màu đen thì mình là người ưa thích sạch sẽ, cho nên nếu mà theo cá nhân mình á thì chọn màu trắng thì nó có dính cái gì nó sẽ hiện rõ rất rõ. Còn cái màu đen thì nó nhu hơn và nó dễ phối với nhiều trường hợp để mình đi, không có phải quá khó khi mình đi những cái địa hình mà nó dơ hay là sạch hay là cần phải có cái sự chăm sóc nhiều hơn thì cái độ sạch sẽ của xe, vì nó cái màu đen nó sẽ tiệp nhiều thứ nên là với lại cái màu đen thì nó cũng hợp với cái tính cách của mình, không quá nổi rồi cũng không quá chìm, nó đủ để cho nhìn thấy là cái trọng tâm là mình chủ xe khi bước ra trên cái nền màu đen đó. Đó là điều mà mình quyết định để cho mình lựa chọn cái dòng xe Territory 5 chỗ màu đen của hãng Ford. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, sẵn đây thì chị cho em hỏi tiếp là tại sao mà chị lại quyết định chọn mẫu xe Ford Territory 5 chỗ? Có phải là vì chị thích đây là thương hiệu Ford, hay là đây là mẫu xe mới ra mắt thị trường, hay là chị thấy điểm nào ở xe nó phù hợp với nhu cầu của mình không chị? Thì hãng Ford là cái hãng uy tín lâu đời của bên Mỹ, và mình rất thích cái dòng xe Ford mạnh mẽ, cơ bắp, nó phù hợp với lại cái tính cách của mình và những cái điều nhu cầu mình cần. Còn cái việc 5 chỗ thì đó là phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình, nên là cái nhu cầu hiện tại thì mình cần một xe 5 chỗ nhỏ gọn và có cái tính mạnh mẽ và có sức bền để chạy với mình một khoảng thời gian sau này. Đó là điều mình lựa chọn, quyết định cho mình, lựa chọn cái dòng xe Territory 5 chỗ. Dạ, sẵn buổi bàn giao ngày hôm nay thì ngoài những món quà của công ty thì về phía em thì có chuẩn bị riêng cho chị một món quà, đó chính là con gấu bông. Dạ. Cảm ơn. Dạ, được biết là chị Yến làm bên lĩnh vực y thì cũng nhân dịp năm mới và nhân dịp là chị nhận xe mới thì em cũng xin được chúc chị an khang thịnh vượng và luôn luôn vui vẻ, vạn sự như ý, và trong công việc thì luôn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Mình cũng nhân dịp đầu năm cũng nhận được chiếc xe mới thì mọi điều mới mẻ nó sẽ đón chờ mình ở trong tương lai, thì cũng xin kính chúc là cho công ty và cho anh Niềm có một khởi đầu suôn sẻ và may mắn thành công trong cái năm mới này, buôn bán mua may bán đắt nha, rồi có thật nhiều hợp đồng được hoàn công tốt đẹp, và có nhiều khách hàng sẽ có sở hữu một cái dòng xe mới như mình, có sự trải nghiệm thật tốt với cái phiên bản mà 5 chỗ giống như của mình. Dạ, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, chị cho phép em chụp với chị vài tấm hình làm kỷ niệm hả chị? Dạ.
Đi ở trong tí xíu hay đi ngoài tí xíu là phải đá nhanh như nhìn kính chiếu hậu chứ hết. Trước khi mình lấn trái lấn phải là phải nhìn kính chiếu hậu, đá nhanh.